Open your eyes. Motivated by women throughout the world. What is grief if not love persevering? Thời điểm quan trọng nhất của series, thời khắc sự thật về hành trình vinh quang lẫn cay đắng của Loki và Sylvie chính thức lộ diện. Trải qua 81 kiếp nạn, người thì bị bắt từ khi còn nhỏ, kẻ thì trốn chạy với mặc cảm tội lỗi đầy mình, người lại nhận ra cuộc đời mình trước giờ toàn là cú lửa, số phận của họ sẽ ra sao? Các ông đã sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu đến tận cùng thời gian cùng Loki, đến gặp founder kiêm CEO đứng sau TVA chưa? Chào mừng anh em đã quay trở lại cùng Tentacles, và đây là tập cuối For All Time Always. Nối cuộc phiêu lưu bí ẩn, Loki và Sylvie có mặt tại Citadel at the End of Time, aka thành lũy cuối cùng nơi tận cùng thời gian. Họ chạm trán Miss Minutes và nghe cô ra điều kiện dụ dỗ họ rằng kẻ đứng đằng sau tất cả có cách giúp cả hai đạt được cuộc sống trong mơ của mình. And he wants to offer you a deal. Ở thì Miss Minutes lại đang dùng chiêu mê hoặc bằng cách đánh trúng tâm lý người khác, nhưng là người khác chứ Loki và Sylvie thì tỉnh lắm. Cuối cùng, đôi trai tài gái sắc này cũng được diện kiến kẻ đứng sau mọi chuyện và nghe ông ta tiết lộ những cú plot twist cực mạnh về số phận của họ. Giờ đây, từ nơi tận cùng thời gian đến TVA, tấm màn sương mù rối trá bấy lâu được gỡ xuống và người mà ai cũng muốn biết là ai, chính là He Who Remains. Đầu tiên, Miss Minutes đúng như nhiều người dự đoán, quý cô đồng hồ rõ ràng không chỉ đơn giản là MC, hướng dẫn viên du lịch cho TVA mà còn là thư ký, người nắm giữ danh tính He Who Remains. Như vậy, Miss Minutes mới là tổng quản hàng real của TVA chứ chả phải thẩm phán Ravonna. Chị chấp nhận để Loki vờn khi training cho anh chàng chẳng qua là nhường không chấp thôi. Trong comic, thành lũy nơi tận cùng thời gian xuất hiện lần đầu tiên ở Thor số 245. Tại đây, He Who Remains tạo ra Time Twister lẫn Time Keepers để sai vặt. Có Easter egg nhỏ ở đây, các ông thấy đoạn Loki và Sylvie bước vào sảnh, nơi có 4 bức tượng đặt 4 góc với tạo hình của 3 cụ thằn lằn, nhưng có một cái vỡ nát rồi, chắc đó là cụ Oracle of Siwa, đúng chuẩn con ghẻ. Với MCU thì He Who Remains lại là kẻ sống sót cuối cùng từ cuộc chiến đa vũ trụ gây ra bởi một đống biến thể của mình. Nhận thấy thị trường vũ trụ cần sản phẩm bình định thiên hạ, He Who Remains khởi nghiệp cùng công ty TVA và làm ăn cực kỳ phát đạt. Các ông còn nhớ tôi từng bảo là khá nghi ngờ động cơ thật sự của người đứng sau TVA trong Sam Soi tập 5 chứ? Nghi ngờ đúng rồi. Mọi chuyện đều được sắp đặt. Hay nói cách khác, He Who Remains chính là đạo diễn viết ra kịch bản vạch sẵn đường đi nước bước để Loki và Sylvie có thể đến được tận đây. Cảm giác của các ông sẽ thế nào nếu nhận thấy tất cả những gì mình làm, mình cố gắng, tưởng chừng như có thể phá vỡ luật lệ, hóa ra lại đều bị kiểm soát và giật dây như những con rối? I already know what's going to happen. Tự tựa như việc Marvel biến chúng ta thành chúa hề khi đưa ra cả tỷ các loại giả thuyết gần như chả trúng cái nào ấy. He Who Remains vốn không muốn tiêu diệt Loki và Sylvie. Quay trở lại với thời điểm trước khi chiến tranh đa vũ trụ xảy ra, biến thể sống tại thế kỷ 31 của He Who Remains phát hiện ra sự tồn tại của các vũ trụ khác nhau. Các phiên bản của ông ta gặp gỡ và trao đổi. Tuy nhiên, có đứa ngoan thì cũng có đứa khủng điên, rảnh rỗi sinh nông nổi sách hàng đi gây sự, phá tan sự bình yên của các thực tại. Ý tưởng về các biến thể này có thể đến từ The Council of Cross Time Kangs. Đây là hội đồng các phiên bản của Kang, tùy theo từng dòng thời gian. Họ có thể giúp đỡ lẫn nhau, lẫn bem nhau như cách các biến thể của He Who Remains đã làm. He Who Remains sử dụng Alioth và khả năng của sinh vật này chấm dứt mọi rắc rối. Timekeepers với vai trò bù nhìn thay thế ông ta để tạo nên một hình tượng quyền năng tại TVA. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi He Who Remains cần người kế nhiệm. Bác sĩ Chang nhìn thấy hàng triệu kết quả trong Endgame thì He Who Remains cũng trải qua hàng vạn viễn cảnh và nhắm trúng Loki và Sylvie. Hai người họ đều giống He Who Remains, từng làm những chuyện tồi tệ, tất cả đều là phản diện. Tiêu chí tuyển dụng đơn giản, một là họ chấp nhận quản lý TVA, hai là giết He Who Remains và boom, dòng thời gian được giải phóng, kèm theo quả khuyến mãi là các biến thể đáng sợ khác của ông ta. The universe wants to break free, so it manifests chaos. Ngay từ đầu câu nói này đã ám chỉ mục đích của He Who Remains, ông ta đã quá mệt mỏi với công việc. Chính vũ trụ hay dòng thời gian thiêng liêng cũng thế. Cái giá phải trả cho hòa bình là sự xếp đặt, vạch sẵn đường, độc tài như cách mà TVA thực hiện thời gian qua. Ông ta cần Loki và Sylvie, những vị thần của sự hỗn loạn. Nhờ họ, vũ trụ có thể tự do, ông ta có thể tạm rũ bỏ trách nhiệm. Một công đôi chuyện quá hợp lý. The cost of getting this wrong is too great. Các ông sẽ lựa chọn thế nào đây? Hòa bình nhưng không thực sự yên bình, các dòng thời gian vô tội vẫn bị xóa bỏ, những biến thể vẫn bị tẩy não để làm việc cho TVA. Bỏ lại cuộc sống hạnh phúc thực sự, được cái là kiểm soát không cho chiến tranh đa vũ trụ xảy ra. Hoặc các ông có thể phá bỏ luật lệ đó, bù lại có thể phải đối mặt với những biến thể, những sự kiện kinh khủng hơn. Riêng Sylvie thì chọn về số 2 rồi. Ơ kìa, tôi nghe trong gió có tiếng của bác sĩ Chang hét lên rằng... Thật ra, nếu nhìn tổng quan mọi chuyện, các ông sẽ thấy hành động của He Who Remains là đúng đắn, ít nhất ở góc độ hạn chế tối đa chiến tranh đa vũ trụ. Luôn cần có người đứng đầu và quyết định mọi sự,
mỗi tội cách thực hiện khá là khô khan tàn khốc. Có những biến thể, dòng thời gian không làm chuyện xấu mà vẫn bị bày mồ. Hành trình của Loki mới là màn khởi đầu cho mọi rắc rối sau này. Từ việc anh ta trốn thoát khỏi Avengers, được mời lên phường ăn trà uống bánh tại TVA, lần mò ra nhà của He Who Remains, tất cả đều do ông ta thao túng. Sự kiện Nexus của Sylvie hay tại Lamentis 1 đều do một tay He Who Remains sắp đặt. Không phải vì Sylvie làm gì sai nên tạo ra nhánh thời gian cần loại bỏ, chỉ là định mệnh của cô phải như thế. Định mệnh của cô là người giết He Who Remains. Thế Sylvie có cay không? Có. Thế cô có làm được gì khác không? Câu trả lời là vừa có vừa không. Ngay cả việc cô muốn giết và có thể giết He Who Remains cũng là do ông ta tự nguyện muốn thế. Sylvie hoàn thành được mục tiêu đời mình nhưng nhận ra đó cũng là sai lầm. He Who Remains xác nhận rằng sẽ còn trở lại, một dạng tái sinh nào đó nên dù làm gì thì vẫn cứ huề vốn thôi. Đối với tôi, chủ đạo cả series Loki cũng xoay quanh sự thật và dối trá, nghi ngờ và tin tưởng. Những mặt đối lập này đủ khiến chúng ta, đặc biệt là các nhân vật rối não. TVA tưởng chừng quang minh chính đại, chỉ làm điều tốt, lại vô cùng quan liêu, xạo quần với chính cả nhân viên của mình. Loki, mệnh danh là thần lừa lọc nhưng ăn liên tiếp những cú cua khét lẹt từ vị trí của He Who Remains. Do you think you're even capable of trusting anyone at all? Câu nói đánh trúng tim đen Sylvie của He Who Remains. Lòng thù hận tràn ngập khiến Sylvie quay ra nghi ngờ cả Loki. Ôi đoạn này tôi thấy tội Loki thực sự. Kiểu anh đối xử với em hết lòng mà em nghĩ về anh hết hồn. Hai con người, một không tin tưởng được ai, một không bao giờ được người khác tin tưởng. Cứ mà ít nhất ta biết được rằng Sylvie không có ý làm hại Loki. Cái chi tiết cô ấy đang bổ kiếm xuống vậy mà dừng lại ngay lập tức khi nó kề sát cổ Loki ấy. Chúng ta đang như He Who Remains đấy. Ăn cơm chó vô cùng ngon miệng. Chủ đề nghi ngờ tin tưởng còn thể hiện ở các nhân viên của TVA, Ravonna, Mobius, B-15 để có cách thể hiện khác nhau khi biết được sự thật. Nhưng nói chung đều ngơ ngác, ngỡ ngàng, thậm chí cay đắng bật khóc, giận dữ. Chỉ khác ở chỗ, họ chấp nhận buông xuôi hay đứng lên để đối mặt với nó mà thôi. Loki sẽ có mùa 2, mùa 1 còn quá nhiều thứ có thể khai thác, nên việc ra mùa tiếp theo là lựa chọn khôn ngoan. Với mùa 2, chúng ta sẽ cần giải quyết các vấn đề sau. Thuyết phục Loki và Sylvie không thành, Miss Minutes trở về TVA và đưa cho Ravonna mấy tập tin nhưng không đúng với yêu cầu của cô. Tôi thắc mắc rằng những thông tin đó là gì mà He Who Remains cho rằng hữu ích với Ravonna. Các ông thấy Ravonna dọn dẹp hành lý, bảo với Mobius rằng cô đi tìm ý chí tự do rồi đấy. Phải chăng He Who Remains tiết lộ con đường cô phải đi, giúp cô giải thoát số phận, hay là chỉ cho cô cách tìm ra biến thể của ông, chẳng hạn như Kang the Conqueror? Hoặc dữ liệu Ravonna đọc là cách để hồi sinh He Who Remains. Đâu dễ gì mà một người trung thành như Ravonna lại dễ dàng về phe tư tưởng như Mobius và Loki đâu. Chúng ta cứ chờ xem. À mà các ông đừng nhầm rằng He Who Remains chính là Kang the Conqueror nhé. Thực ra ông ta chính là Kang, nhưng không phải là Kang. Theo mạch phim và theo lời nói của He Who Remains, just wait till you meet my variants. He Who Remains còn nói rõ, tuy ông có nhiều tên gọi khác nhau. A ruler, a conqueror, He Who Remains, a jerk. Nhưng tất cả đều được bắt đầu từ bản thể làm nhà khoa học sinh ra vào thế kỷ thứ 31. Ông tìm ra được các vũ trụ song song. Và các phiên bản song song của ông ta có người tốt, có kẻ xấu, có người trở thành He Who Remains và có người trở thành Kang the Conqueror. Tương tự kiểu Loki ở New York là nguyên bản, Loki bị bắt tới TVA là biến thể, cả Sylvie cũng vậy. Dù họ đều có chung một nguồn, nhưng vai trò, tên gọi hay cả năng lực là khác nhau. He Who Remains bị Sylvie xiên chết sẽ trở lại vào đúng vị trí của ông ta, còn Kang là biến thể sẽ xuất hiện ở dòng thời gian khác, tưởng là một nhưng lại là hai đấy. Về việc Sylvie hạ gục He Who Remains, không hẳn có thể đổ lỗi cho cô để thù hận làm mờ mắt được. Số phận của cô ấy là như thế. He Who Remains xây dựng sẵn mọi chuyện, một ván cờ và Sylvie là con tốt mà He Who Remains cho phép giết ông ta, vị vua của bàn cờ. Với từng ấy đau khổ, dối trá, sự truy lùng từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ, rất dễ hiểu cho lòng thù hận muốn được trả thù của Sylvie. Hệ quả của việc này là ý nghĩa kép của câu vũ trụ muốn được tự do nên nó biểu hiện ra sự hỗn loạn. Trước khi He Who Remains chết, vũ trụ bị bó buộc trong dòng thời gian thiêng liêng và cần có sự hỗn loạn như Loki và Sylvie để được giải phóng. Đồng thời, khi vũ trụ được tự do, các nhánh thời gian có thể tha hồ phát triển thì sẽ dẫn đến sự hỗn loạn như chiến tranh đa vũ trụ một lần nữa. Các biến thể mà chính He Who Remains cũng dè chừng xuất hiện. Loki lạc sang một tham lai khác, bằng chứng là biến thể Mobius và B-15 của Loki gặp phải không phải là những người mà chúng ta đã biết, hoàn toàn là biến thể xa lạ. Cả bức tượng tại TVA cũng biến thành tượng của Kang the Conqueror, dấu hiệu là trang phục đặc trưng của hắn. He Who Remains đã nói thật. Vậy Loki, Sylvie, Mobius và B-15 sẽ làm gì? Tôi đặt giả thuyết thử xem nhé, Sylvie vẫn còn trong tay chiếc Tempest hàng đặc biệt của He Who Remains, không biết nó còn có thể sử dụng hay không. Nếu còn, liệu Sylvie có dùng Tempest để đi tìm Loki hay không? Cả Loki đang phiêu lưu nơi xa xăm nữa, tôi nghĩ chắc chắn có cách cho tất cả mọi người gặp lại nhau. Ở tham lai mới, Mobius không hề quen biết Loki, ta xem đó là biến thể. Tuy nhiên trong comic thì Mobius cũng có các anh em giống hệt mình,
biết đâu cùng trong MCU, các Mobius có thể liên lạc với nhau và nhờ đó mà Loki có thể tìm về với ông bạn chí cốt. Việc dòng thời gian thiêng liêng dãy nhánh sẽ mở ra và liên kết với các thế giới trong Phase 4 của Marvel, trực tiếp luôn. Từ Kang the Conqueror trong Ant-Man với chính diễn viên Jonathan Majors, đến đa vũ trụ điên loạn của Doctor Strange. Marvel đã làm khá hay với cái kết mổ mùa 1 này. Chỉ cần sử dụng nhân vật He Who Remains, ông ta sẽ trở thành các biến thể để giới thiệu, mở đường cho tất cả các biến cố của Phase 4. Tôi chỉ tội thời trang thôi, nhìn số lượng các nhánh Nexus xuất hiện thì tôi chắc chắn dọn vô cùng mệt mỏi. Từ nay, hãy gọi là chàng lao công. Bên cạnh đó, Kang cũng có mối liên hệ với Reed Richards của Fantastic Four. Reed Richards có nhiều phiên bản du hành qua các chiều không gian thời gian khác nhau để giúp đỡ những nơi cần thiết. Tên thật của Kang the Conqueror là Nathaniel Richards, một nhà khoa học sinh ra vào thế kỷ 30 tại Earth 6311. Hắn ta khám phá ra vụ du hành thời gian, thông qua thiết bị của Dr. Doom và trở về Ai Cập cổ đại làm Pharaoh Ramatut. Khoan, thế cái tượng nhân sư và kim tự tháp lúc Mobius bò cua cứu Sylvie là hint cho việc xuất hiện của Kang sau này à? Chưa kể đến việc Kang còn có thể là hậu duệ từ người cha cùng tên Reed Richards nữa. Đau đầu thật đấy. Một trong những điểm hay ho tôi thích ở tập này nữa đó là mọi người có để ý đoạn intro tràn ngập lời nói iconic của các siêu anh hùng, các vĩ nhân, thậm chí những người bị ghét của cả trái đất cả vũ trụ chứ. Khoảnh khắc đó như nhấn mạnh tính đa dạng của dòng thời gian thiêng liêng. Bởi bên trong nó chứa đựng vô số các cá thể khác biệt lẫn nhau trong suốt hàng triệu năm. Cảm giác mọi việc diễn ra đều nằm gọn trong kế hoạch của He Who Remains. Việc giải phóng The Sacred Timeline là đúng hay sai, cái này tùy vào quan điểm mỗi người, nhưng giải phóng nó tức là giải phóng ý chí tự do. Ngoài ra cũng phải gửi một tràng pháo tay cho Jonathan Majors. Anh thể hiện tốt phong thái của một vị biên kịch gia tầm vũ trụ với cái điệu bộ nhầy khá là gợi đòn. Đây là một cách giới thiệu nhân vật phản diện chính, một kẻ gây ảnh hưởng tới tất cả Phase 4 của MCU rất hay của Marvel. Khi không còn ông lão khoai tím cộc cằn, lầm lì chỉ xuất hiện ở các after credit và ngồi ì mãi trên ghế đến hai phần cuối mới ra tay, thì đến lần này phản diện chính xuất hiện một cách khác hẳn. Lối diễn xuất vui cười nhây nhớt, cái điệu bộ ta đây biết hết thực sự đã đưa một làn gió mới rất mới đến với dàn phản diện vốn khá là khô khan một chiều của Marvel. Anh ta đã hóa thân vào nhân vật tốt đến mức làm cho người xem còn cảm thấy khó chịu, nhưng cũng vô cùng lôi cuốn. Có thể tại mùa 2, ta sẽ được xem anh ta xuất hiện với vai Kang the Conqueror, thần thái chắc chắn sẽ khác. Nhưng thực sự, tôi đang rất mong chờ Kang trong các phần phim tới sẽ thể hiện như thế nào, vì riêng tập này, Majors đã nâng tiêu chuẩn kỳ vọng của tôi lên khá khá đấy. Tập 6, For All Time Always, thực sự thỏa mãn mong đợi của người hâm mộ Marvel nói chung và khán giả yêu thích series Loki nói riêng. Tôi từng lo sợ cái kết sẽ kiểu đầu voi đuôi chuột, nhưng kết mở với sự hứa hẹn mùa 2 sẽ hoàn toàn hợp lý, tạo đủ không gian để cốt truyện không bị dồn dập quá đà, các nhân vật cũng có đường phát triển về sau. Tôi thích nhất câu nói của He Who Remains. No, you can't get to the end until you've been changed by the journey. This stuff, it needs to happen. Loki và Sylvie có thể không đến được tận nhà riêng của ông ta nếu không bị chính hành trình của mình tác động. Dù rằng đó đều là kế hoạch, đường đi nước bước của He Who Remains, nhưng cảm xúc và suy nghĩ mà Loki, Sylvie hay Mobius đạt được là của họ. Có thể cuộc đời của bạn đã có sẵn một định mệnh nào đó, nhưng việc bạn đối mặt với nó như thế nào cho đến cuối cùng mới là điều quan trọng. Đó là những gì tôi cảm thấy sau khi kết thúc mùa 1 của Loki. Ngoài ra, phần âm nhạc xuất sắc đỉnh hơn hẳn so với tiêu chuẩn của một TV series, cùng diễn xuất đạt chuẩn của các diễn viên góp phần không nhỏ vào thành công của bộ phim. Các ông các bà có nhận định gì về series này cho tôi biết ở phần bình luận nhé. Chúng ta sẽ cùng chờ xem mùa 2 bùng nổ như thế nào. Và nên nhớ, but no one bad is ever truly bad. And no one good is ever truly good. Trước khi tạm biệt, đừng quên like, share và nhấn đăng ký kênh để xem được những video mới nhất từ Sanhackers. Xin chào và hẹn gặp lại ở chuyến phiêu lưu lần sau cùng Loki.